When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run still. Mình sẽ skincare vì mình muốn ngủ dậy. Thế sau đó là mình sẽ đi chốt và nấu cơm. Đây là chuỗi ngày đầu tiên trong những ngày cuối năm của mình. Là outfit cho ngày hôm nay của mình. Outfit đi chợ nha mọi người. Đi mua đồ à, rất đơn giản. Và đi thôi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi mua đồ. Đi mua đồ ăn. Hoàng Anh. Không khí Giáng sinh đã ngập tràn rồi các bạn ơi. Chiếc khăn này giống y Giáng sinh luôn ấy. Một cái vai kiểu nhớ đến Giáng sinh luôn. Đôi ra này, không phải là cắt thành hình tròn này, không mình cắt đôi ra. Chỉ có đây là nấm rơm. Các bạn ơi, gói này 70.000. Nấm hương. Mua thêm dầu này. Đây là giấm. Mình có mua đậu để tí mình sẽ làm canh kim chi với cả đậu hũ.
Mình sẽ mua đậu, đậu tươi, đậu non chứ, sorry, đậu hũ non. Hai. Và thêm kim chi nữa. Mình có ra chợ mua thêm hành tây và chanh. Đây đang nhập rau nha. Mình sẽ làm cái chip xào nấm. Lát thì đây sẽ có cả thịt bò nữa. Thế thịt bò này là từ hôm qua bọn mình ăn lẩu ấy thì là còn thừa tận 3 khay lận, nên là bọn mình sẽ tận dụng nốt chỗ này nấu nốt tránh nó bị hỏng. Nấu 2 khay luôn. Ok. Hết cu. Touch, long legs bend at the knee. How your eyes betray what you think of me. They're telling me that I should leave. My God, lives high and so. Này thì mình sẽ xem phim này. Hello, xin chào. Thì mình vừa mới đi làm về xong. Thì bây giờ đã là 2 rưỡi rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi đưa đồ cho chị mình trước. Thì đây mình sẽ đi đưa đồ cho chị mình. Và sau đó thì sẽ xem là có cái gì hay ho không thì mình sẽ mua, mình sẽ vlog lại cho các bạn. Còn không thì không biết. Ok. Trời, thời tiết bây giờ đang khá là lạnh. Tầm 17-18 độ gì đấy. Ok, đi nha. Mình sẽ tầm 4. Lạnh ghê á. Cái này thì mình đặt là serum. Thì hầu hết thì như mấy cái món này đều là kiểu của skin care sao ấy. Đây thì cái món này là serum của Toridon.
đây, mình sẽ để hình ở đây. Đó. Tặng cả một cái thu nhập ba này. Cái này là như là kem chống nắng, cho vào cái gói chiết chiết này này thôi. Đây được có hai gói này, đó ba gói kem chống nắng của Tuyền, tôi được bắt. Đó thì nhân vật chính lại này, đây là serum của Tuyền. Mình nhớ xem review của mình thấy khá là tốt đấy, với cả nó giúp da căng bóng, nó làm serum HA. Chai thông sinh nhá các chú. Đây. Đây. Đó. Tôi đi. Cho đồng ha. Quá trời đồ luôn. Đây là cái đặc sản. Cái bịch. Bịch à. Bịch màu đen. Không cho hộp. Thì cái này là mình đặt ở. Đây là tôi mở. Bị móc rồi. Này, tôi bị móc lắm. Đây mình đặt toner của Anua. Wow, tặng quá trời mặt nạ luôn. Mặt nạ ngủ dành cho môi này. Tinh chất oxen tái tạo dưỡng da này. Kem lười dưỡng trắng. Tẩy tế bào chết dưỡng ẩm. Tinh chất cấp nước phục hồi da. Thôi lắm chị bà. Rồi cái nào, mình thấy nó giống nhau hết á. Chẳng khác gì đâu. Không nghĩ là nó gì đấy thôi. Thì đây chỉ giống kìa. Mặt nạ đậu đen, mặt nạ đậu đen của một hãng ở đây không biết, của Trung Quốc thì phải, biết rồi. Rồi, ok, 4 gói mát. Trời ơi, mua có 2 thứ mình tặng quá trời, nhìn nào trời ơi. Thế thì gói kia nó tặng cái gì nữa không? Ok. Nó không cho mình vào cái hộp ấy, nó bị móc hết. Móc hết cái hộp rồi. Mình không biết là của Anua. Mình thấy cái này rất nhiều bạn sử dụng thì cũng có review rất là ok. Mình thấy cái chất kiểu cái chất toner này nó rất là lỏng ấy, nó lỏng như nước ấy. Tiếp ha, mình sẽ sử dụng cái này, thấy ok thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, còn không ok thì mình không giới thiệu, tức là mình sẽ không có nói. Biết được nói gì ấy. Rồi, một cái hộp to siêu to. Đây là mình đặt của Zumizo ba bộ tôi hot hit dạo gần đây mà mình đọc mình xem của chị Nho Trang thì chị đã có review cái này trong một cái video xin kem của chị ấy, và mình thấy kiểu cũng ok á, là mình cũng đọc thử. Tội là hơi lâu một chút để mình đợi tận tầm tuần thì nó thì sao. Đây một bộ Zumizo luôn hả, như thế này không trời ơi. Hai bạn ơi, bọc vitamin C và một cái tinh chất oxen để tặng tiếp. Trời ơi, cái này là tặng 4 gói vitamin C tặng chiết. Gói vitamin C chiết và một chai một chai tinh chất oxen tặng mini. Thì cũng đúng hai loại mà mình đặt luôn. Nhân vật chính ta đưa. Neomucin 95. Rồi, mình biết đó là tinh chất oxen. Ở dưới sổ cả cái toner nữa nha mình. Mình chưa mua cái đấy à, mình đang mua cái này rồi à, mình không mua nữa. Mình mua cái tinh chất này. Mình có ok không? Rồi ôi, đúng
lại những gì hôm nay mình mua. Và bên cạnh những thứ mình mua là một loạt đồ tặng. Ok, rồi mình sẽ đợi đồ ăn đến thì sau đó là sẽ ăn và mình sẽ quay trở lại sau nha. Bye bye. My love never had a hold on me, but when she finally said. Tối nay thì bọn mình sẽ đi ăn một chút gì đó nhẹ nhàng và sau đó bọn mình sẽ đi mua cây thông Noel. Nó không hẳn là cây thông Noel, ý là mình muốn mua một cái cây để bé xinh xinh để có thể trang trí nhà cửa. Ăn xong thì bây giờ là chúng mình đang có mặt tại Joe Green để có thể mua cây thông Noel cho chính bản thân chúng ta. Và mỗi cây ở đây thì đều mang một cái ý nghĩa và một nét đặc trưng khác nhau. Hôm nay thì mình có đi mua là cây sơn tùng. Đây là cái cây sơn tùng này. Đó. Và nhìn nó cũng khá là giống một cái cây thông đúng không các bạn? Ở đây thì họ có nhiều mức size và mức giá khác nhau nên các bạn có thể tha hồ lựa chọn. Và địa chỉ quán là 21 Hàng Bún nhé. Các bạn có thể tự do trang trí các bạn muốn hoặc là nhờ nhân viên người ta trang trí hộ. Đi đây nè, mình đang trang trí đây. This is a fight to the death, and none of us will leave alive, so we might as well be brave. We can be bad and good together, we can love each other loud. Mua xong thì tụi mình có ghé qua Starbucks để mua nước uống.
listen to the words I say. Only watch what I do, and you will know me well. Wise up, this is a fight to the death, and none of us will leave alive, so we might as well be brave. We can be bad and good together, we can love each other loud. I'm lighter than a feather, quá các bạn ơi. Đây. Merry Christmas, cam cam. Thank you. Mình vừa mới trang trí lại mấy cái này cho nó phù hợp với nó đồng đều hơn một chút. Ok đúng không? Có quả thông nữa nè. Lưu cuối clip rồi, mình cũng chỉ muốn nói là chúc các bạn sang năm mới thật là nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và luôn xinh đẹp. Và hãy xem video của mình nhiều hơn. Sau clip này, sau cái video này thì mình sẽ còn những video khác về Christmas nữa. Nhất là cái vlogmas này chưa hết thúc đâu. Mình còn chắc là một hoặc hai clip nữa về Christmas nữa, nên là các bạn nhớ xem nha. Còn bây giờ thì bye bye, I love you.